đồng ý làm vợ anh nhé. Đồng ý không? Kiểu không đồng ý. Nhẫn này là nhẫn kim cương đen vô giá. Đó, đẹp không? Đấy. Thế có cưới không? Có cưới. Cưới luôn nhá. Cưới luôn đi ạ. Đây là nơi tổ chức lễ cưới của tôi nhá. À, nhà văn hóa thôn. Đó. Bên trong rất đẹp, tí nữa tôi sẽ quay cho bạn xem. Ở đây là ảnh cưới của tôi nhá. Ảnh cưới tôi nhìn hơi xấu một tí. Cười nhiều răng quá. Phải nói rằng là khi mà Chu Linh về với quê hương của quý vị ở đây á, thì bất ngờ lắm. Bởi vì anh Dương rất là tài. Khi mà Chu Linh xem những cái clip của em Dương, bây giờ đứng nhá, đứng đi sang bên kia, đứng sang bên kia nhá. Bất ngờ vô cùng, không nghĩ rằng là em Dương lại có một cái lượng fan cũng như là một cái sự ủng hộ của quý vị khán giả quá là đông, hơn 3.6 triệu, 3.7 triệu lượt người follow cái YouTube của em. Anh sẽ chúc em là phải càng lúc càng thành công hơn nữa. Cảm ơn em đã mời anh về với tất cả quý vị cũng như là bà con ở đây. Hôm nay Chu Vinh được về đây với quý vị, về với em Dưỡng, thì cho phép là hôm nay Chu Vinh hát hết mình với quý vị. Quý vị yêu cầu bao nhiêu bài là Chu Vinh hát bấy nhiêu bài luôn. Quý vị mà yêu cầu em đứng đây hát tới sáng với quý vị, em cũng đứng đây hát tới sáng với quý vị luôn. Quý vị đồng ý không? Cảm ơn em Dưỡng nhiều lắm ạ. Ok, em bây giờ phải nói là chúng ta là sẽ cùng chung cái sân khấu này. Em hát với anh được một cái bài hát này, bài Làm Vợ Anh Nhé. Em thuộc bài này không? Mở điện thoại ra. Em không biết hát á? Lấy lời chơi luôn. Được không, bài nhà ơi? Mở điện thoại. Đang trên đường đi đón cô dâu nha các bạn nhé. Thời tiết ở chỗ tôi đang mưa bão nên hơi vất vả. Ở ngoài trời đang mưa. Sáng không đi chúc hay à? Và xe này xe mui trần nhưng mà dày mưa là không mở được mui ra, rất là tiếc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nữa trung tâm ban sân khấu hội trưởng với quan viên hội đại đá chúng tôi lựa chọn cho mình những vị trí đẹp nhất, tốt nhất để cùng bạn đến với buổi lễ vũ khí dành cho bạn trẻ trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Vâng, xin được trân trọng kính mời. Trải qua một thời gian rất là dài, hai cháu là bạn, sau đó là đi đến tình yêu, và các cháu là được sự vun đắp của hai gia đình, và đặc biệt là được sự nhất trí của chính quyền hai địa phương Đại Lai và Phú Hòa. Hôm nay hai gia đình đã chọn cái ngày lành tháng tốt để tổ chức làm lễ thành hôn cho hai cháu. Là con, là cháu trong gia đình phái đoàn quan viên hội nhà gái chúng tôi. Vậy ban tổ chức tôi xin được trịnh trọng tuyên bố, xin được kính mời chú rể Phương Dương ôm bó hoa tươi thắm của mình trở vào trong nhà đón cô dâu Hải Yến, trở ra thăm hương làm lễ gia tiên. Báo cáo đầu tiên phái đoàn quan viên hội nhà gái chúng tôi. Vâng. Dạ vâng, tôi và trẻ của chúng tôi hãy dành một cái cúi chào thật sâu để cảm ơn sự kiện của toàn thể quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay đi ạ. Cảm ơn, xin cảm ơn. Dạ vâng ạ. Vậy là tôi đã đón được cô dâu các bạn nha. Thời tiết không đủ ủng hộ cho lắm, nó vẫn gọi là mưa lắc rắc thôi ạ. Nhưng mà không sao, chú lái xe cho mở mui ra, tuyệt vời. Tuyệt vời. Vợ chào các bạn đây. Chào tất cả mọi người. Xuống từ đây á? Xuống luôn đây à? Bạn trở về bàn hoa trang trọng nhất của mình, và kính mời tất cả quý vị chị bạn sẽ cùng chọn cho mình chỗ ngồi trang trọng nhất trong buổi trưa này để không xoay trầu, xoay nước, chú huynh và chú út chờ đợi bạn trẻ. Và đó là hương trà hồng cúc hương lâu, nước xanh là vị thơm lâu lại bền, nước xanh đồng vị hương bền, thấm tình dâu rể, đẹp tình thông gia. Vừa qua chúng ta được lắng nghe hai kiến phát biểu và ngọc của hai bác đại diện cho hai họ, và hai bác cũng rất mong muốn rằng đôi bạn trẻ của chúng ta dâu thời về hiện như con gái, mà rể thì phải hiện như con trai, với yêu nhau yêu mãi đến già, đẹp lòng cha mẹ, đậm đà tình quê hương. Ba Khê dù có đổi tên nhưng mối tình hai bạn vững bền trăm năm. Vâng, đây tư thế hôn của chú rể ở giữa này. Và quý vị cùng đến ra. Hai giữa ơi, chuẩn bị vỗ tay quý vị ơi. Ba, bắt đầu. Rồi, xin cảm ơn nụ hôn ngọt ngào của chú rể dành cho các con dâu. Nước tình cưới hiện tên đánh trong tình yêu, mật ngọt tốt điểm hơn vị ngọt ngào trong tình yêu. Một, hai. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too.